Tiên Vatican, Đức Thánh Cha đọc sứ điệp phục sinh ban phép lành cho thành Roma và toàn thế giới. Lúc 12 giờ bên trong đền thờ Thánh Phaero Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh ban phép lành cho thành Roma và toàn thế giới. Mở đầu sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chúc một mùa phục sinh tốt lành, hạnh phúc và an bình. Hôm nay trên khắp thế giới. Lời công bố của giáo hội được vang lên, Chúa Giêsu đấng bị đóng đinh đã sống lại như lời người đã phán hứa. Alleluia. Trước bối cảnh thế giới đang gặp khó khăn của đại dịch, khủng hoảng kinh tế và xã hội, nghèo đói tăng cao, chiến tranh phát triển với vũ khí hiện đại, Đức Thánh Cha cho chúng ta thấy niềm vui phục sinh giúp ta không mất hy vọng. Đó không phải là một ảo vọng của bóng ma hay thiên thần nhưng đó là một con người giê -xu và là con Thiên Chúa đã chiến thắng tất cả. Ngài mặc lấy sự yếu đuối mỏng giòn, thậm chí cái chết của chúng ta. Ngài đã được Chúa Cha siêu tôn và là Chúa chúng ta mãi mãi. Các nhân chứng trong tin mừng đều nhắc đến các vết thương ở tay, chân, cạnh sườn của Chúa Giêsu phục sinh. Tất cả những ai đang trải qua thử thách đau đớn của thể xác hay tinh thần đều có thể nương tựa nơi vết thương ấy. Nơi Chúa Giêsu phục sinh, họ nhận được ân sủng và niềm hy vọng. Dẫn chứng cụ thể, Đức Thánh Cha nhắc đến các bệnh nhân trong đại dịch Covid-19, rồi đến những người đang gặp khó khăn trong việc làm, đời sống kinh tế xã hội, các trẻ em nghèo không được đến trường cũng như không có thời gian cho gia đình, người thân, bạn bè cũng được Đức Thánh Cha lưu ý. Hơn hết, Ngài nhắc đến các vùng đang xảy ra chiến tranh, tất cả cần được ánh sáng Chúa Phục Sinh tái sinh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc biến cố Phục Sinh đương nhiên đưa chúng ta đến Jerusalem. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho hòa bình và an ninh trên miền đất Jerusalem, để miền đất này có thể đón nhận lời kêu gọi trở thành một nơi gặp gỡ, nơi tất cả mọi người có thể coi nhau như anh chị em với nhau và nơi người Israel và người Palestine sẽ khám phá lại sức mạnh của đối thoại để đạt được một giải pháp ổn định cho phép hai nhà nước song hành tồn tại trong hòa bình và thịnh vượng. Kết thúc, Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi buồn khi nhiều nơi không được thoải mái cử hành thánh lễ Phục sinh. Chúng ta cầu nguyện rằng những hạn chế đó cũng như tất cả những hạn chế về quyền tự do thờ phượng và tôn giáo trên toàn thế giới có thể được dỡ bỏ và mọi người được phép tự do cầu nguyện và ca ngợi thiên chúa